Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cùng với các bạn cách làm chả lụa chay từ phụ trúc hay còn gọi là lá tàu hủ ki. Để làm món chả lụa chay thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình là 300g tàu hủ ki khô. Tàu hủ ki khi mua về thì các bạn sẽ thấy là nó lọc nguyên một cái miếng lá lớn và xung quanh sẽ có những cái viền, và những cái viền này nó có vẻ cứng hơn so với lại cái phần mà bên trong. Thì các bạn hãy dùng kéo và mình cắt bỏ cái viền này đi nha các bạn. Thật ra thì các bạn để cái viền này mình làm chả lụa luôn cũng được, nhưng mà vì cái viền này nó khá là cứng nên là mình làm thì cái chả của mình nó không có được đẹp, không được mịn màng cho lắm. Thôi thì mình dùng kéo mình cắt bỏ đi. Sau khi cắt bỏ cái viền cứng đi thì cái lá tàu hủ ki này các bạn sẽ cuộn lại và mình cắt nhỏ nha. Các bạn muốn cắt sợi lớn, sợi nhỏ như thế nào thì tùy thích nha các bạn. Và những cái viền cứng mà lúc nãy mình cắt á, thì các bạn đừng bỏ đi, các bạn hãy giữ lại để mà mình để dành mình chiên lên, ăn rất là giòn, rất là ngon. Mình sẽ đem cái phần tàu hủ ki đã cắt nhỏ này ngâm với nước lạnh, và các bạn sẽ ngâm cho mình trong vòng 30 phút. Vì cái lá tàu hủ ki của mình là lá khô cho nên là trước khi làm chả lụa mình phải ngâm cho cái lá này nó mềm đi một chút nha các bạn. Sau 30 phút ngâm thì lá tàu hủ ki của mình đã mềm rồi nè các bạn, và cái màu của nó là chuyển sang màu trắng chứ không còn vàng như lúc ban đầu nữa. Thì bây giờ các bạn sẽ đổ bỏ cái nước ngâm này đi nha, và mình sẽ rửa lại một lần với nước sạch. Sau đó các bạn để cho cái tàu hủ ki này được ráo bớt nước. Kế đến thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi, cho vào một muỗng canh muối, và mình sẽ cho cái phần tàu hủ ki mà mình đã rửa sạch rồi đó, mình sẽ trụng qua cái phần nước sôi pha với muối này. Mục đích của việc trụng tàu hủ ki qua nước sôi là giúp cho cái lá tàu hủ ki này nè mình loại bỏ hẳn luôn những cái dầu ăn còn bám ở trên nó. Khi mà các bạn mua về các bạn sẽ thấy là mình cầm á, mình cảm thấy là cái dầu nó nhẫn nhẫn ở trong tay mình á, thì người ta sẽ phủ một cái lớp dầu ăn để mà cho những cái lá tàu hủ ki nó được chống dính với nhau. Thì bây giờ để làm chả lụa thì mình phải loại bỏ sạch sẽ cái lớp dầu ăn này, cho nên là mình phải trụng qua nước sôi để mình loại bỏ dầu ăn. Và trong cái nước sôi này mình sẽ cho vào một chút muối, vì muối sẽ làm cho cái lá tàu hủ ki của mình khi mà làm chả lụa nó sẽ rất dai và rất ngon. Sau khi thả tàu hủ ki vào rồi thì các bạn sẽ đợi cho cái nồi nước của mình bắt đầu sôi trở lại, sau đó thì các bạn sẽ tắt bếp và mình sẽ đổ cái tàu hủ ki này ra rổ nha. Các bạn cũng sẽ xả cái tàu hủ ki này qua nước lạnh một lần nữa cho mình. Sau đó mình sẽ cho cái tàu hủ ki này vào trong cái túi lọc và mình sẽ vắt cho thật khô, thật ráo nhé các bạn. Tiếp theo thì các bạn cũng sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn hành paro. Một đoạn này khoảng tầm 10cm thôi. Các bạn cắt nhỏ sau đó băm nhỏ cho mình. Nếu như không có cọng hành paro, các bạn cũng có thể sử dụng củ hành tím. Tuy nhiên là có một số bạn cũng như các anh chị, cô bác là mình sẽ ăn thuần chay. Và khi ăn thuần chay thì sẽ không sử dụng các gia vị như là hành, tỏi. Cho nên là các bạn có thể thay thế bằng cái cọng paro này. Còn có những bạn mà mình không có ăn thuần chay đó, thì mình có thể dùng cái củ hành tím. Các bạn sẽ cho vào chảo là một muỗng canh dầu ăn và mình sẽ phi cho cái cọng hành paro mình băm nhỏ này nè được vàng thơm lên. Kế đến thì mình sẽ cho cái phần tàu hủ ki mà mình đã vắt thật khô thật ráo này ra một cái nồi rộng hoặc một cái thau rộng nha. Các bạn sẽ cho vào một muỗng canh hạt nêm chay. Một muỗng cà phê tiêu và cái cọng hành paro mà mình đã phi vàng thơm. Sau đó thì mình sẽ trộn cho thật đều cho cái gia vị này nó được tan. Ở bước này là nếu các bạn muốn kiểm tra xem là cái gia vị mình nêm vào đó đã vừa miệng hay chưa thì các bạn có thể bóc một cái lá tàu hủ ki và mình ăn thử nha. Vì thật ra là mình đã
trụng qua nước sôi rồi thì cái lá này cũng đã chín rồi. Một chút xíu nữa mà mình đem đi hấp là để cho những cái lá tàu hũ kỳ này được kết dính lại, dai ngon hơn thôi. Mình sẽ chia cái lượng tàu hũ kỳ này ra hai phần bằng nhau. Và mình sẽ định hình cái tàu hũ kỳ này trong cái túi ni lông nha. Các bạn sẽ cuộn cho thật chặt lại. Sau đó các bạn sẽ đem cái tàu hũ kỳ mình đã cuộn định hình ở trong cái túi ni lông đó, mình bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh và thời gian mình để là 45 phút để cho cái tàu hũ kỳ này được đông, được cứng lại, được cố định lại để một chút xíu nữa mình gói nó dễ hơn nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình lá chuối để mà mình gói cái chả lụa chay. Và cái lá chuối này trước khi gói thì mình cũng sẽ có qua một số những cái công đoạn mà mình xử lý sơ để mà mình gói được đẹp hơn và dễ hơn. Lá chuối ban đầu thì nó rất là tươi và nó giòn lắm, rất là dễ bị rách nữa. Các bạn cũng có thể quan sát thấy là lá chuối tươi của mình thì nó sẽ có những cái bụi bẩn bám bên trên. Tuy nhiên khi mà lá còn tươi như thế này, các bạn đừng vội lau chùi gì, đừng vội rửa gì cho lá cả, bởi vì lá rất giòn và rất là dễ bị rách. Trước tiên thì các bạn hãy bắt cho mình một nồi nước sôi, đợi cho nước sôi sùng sục lên. Sau đó các bạn sẽ thả cái lá chuối này vào và mình sẽ trụng sơ qua. Khi trụng lá chuối thì có một cái lưu ý nhỏ là cái phần lá mà ở gần cái tàu lá chuối đó, các bạn sẽ cảm thấy nó cứng hơn, nó dày hơn đúng không ạ? Thì mình sẽ trụng cái phần đó nó hơi lâu một chút xíu. Còn cái phần mà về cái phần rìa lá bên ngoài thì rất là mỏng, rất là mềm, thì mình chỉ cần trụng nhanh qua thôi. Và cái bước trụng này mình sẽ giúp cho cái lá chuối được mềm hơn, dai hơn. Và các bạn thấy là cái màu xanh nó rất là mướt, nó đẹp hơn cái lá chuối tươi ban đầu rất là nhiều. Ngoài một cái cách xử lý mà để cho lá nó không có bị rách mà được dai là mình trụng với nước sôi, thì còn một cách khác nữa là các bạn đem cái lá chuối tươi này mình phơi nắng. Mình phơi qua một nắng cho cái lá héo héo đi thì nó sẽ dai hơn và các bạn dễ gói hơn. Nhưng mà nếu mà có những lúc thời tiết không thuận lợi, mưa gió chẳng hạn, thì mình đâu có phơi được đâu, thì mình sẽ dùng cái cách là mình trụng qua nước sôi là tiện nhất nha các bạn. Và đây là những cái lá chuối mà mình đã trụng qua nước sôi rồi đây các bạn. Các bạn nhìn thấy là lá có một cái màu xanh mà xanh mướt luôn, xanh tươi rất là đẹp và lá rất là căng bóng nữa. Và cái lá của mình bây giờ cũng rất là dai, không có giòn và cũng không có dễ rách như cái lá tươi ban đầu. Kế đến thì mình sẽ lau khô cái lá này. Bây giờ tới bước lau khô cũng có một cái lưu ý nho nhỏ chia sẻ cùng với các bạn. Các bạn sẽ quan sát là trên cái lá của mình nó sẽ có những cái gân lá dọc. Khi mà mình lau lá, các bạn đừng lau theo cái chiều dọc của cái gân lá. Nó rất là dễ bị tét lá, mặc dù là mình đã trụng qua rồi, lá đã dai rồi. Nhưng mà nhiều khi mình vô tình đó, mình làm mạnh tay quá đi thì cái lá của mình nó bị rách mất. Cho nên là các bạn hãy lau chiều ngược lại, tức là mình lau ngang cái tàu lá. Và khi lau khô thì các bạn sẽ lau khô luôn cả hai mặt lá. Rồi bây giờ lá của mình lau khô hết rồi nè các bạn. Nhưng mà vẫn chưa xong, vẫn còn một bước nữa, một bước nhỏ nữa thôi. Các bạn cầm cái lá chuối thì cái phần mà giống như mình đã nói đó, cái phần mà ở gần cái tàu lá nó sẽ rất là cứng. Và ở đây các bạn còn thấy là còn một chút cái đường gân của cái tàu lá, thì các bạn dùng kéo các bạn cắt bỏ đi cho mình. Để một chút xíu nữa mà mình đem gói đó, thì nhiều khi cái đường gân này nè, nó cứng quá, nó cấn, các bạn bẻ lá nó không đẹp, nó dày quá nữa, các bạn gói nó khó. Thì thôi, ở cái công đoạn này các bạn cắt bỏ luôn. Và ở cái phần mà mép lá, rìa lá thì nó sẽ hơi tưa tưa, có màu nó hơi úa úa, xấu xấu đó, các bạn cũng cắt tỉa cho cái lá của mình nó bằng phẳng, vuông vức, đẹp. Nghe thì có vẻ hơi kỳ công một chút đúng không ạ? Nhưng mà mình làm kỹ một chút xíu để mà gia đình mình ăn vừa ngon miệng nè, vừa đẹp mắt nữa.
Và đúng thật là nấu ăn cũng là một nghệ thuật đúng không các bạn? Chỉ có mỗi một cái việc xử lý lá chuối thôi mà cũng phải qua đôi ba công đoạn như thế này. Nhưng mà nấu ăn cũng là một niềm vui đúng không ạ? Đó, bây giờ các bạn thấy này, cái lá chuối của mình nè, vuông vức, bằng phẳng, xanh mướt, bóng mượt, rất là đẹp đúng không ạ? Và đã sẵn sàng để mà đem đi gói chả lụa rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ xếp lá để bắt đầu gói chả lụa nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ xếp cho mình một lá theo chiều dọc, tức là cái gân lá đó mình để đối diện trước mặt mình, và cái gân lá này nó sẽ nằm theo chiều dọc. Và một cái lưu ý là cái phần mà lá mà màu xanh á, đẹp đó, các bạn sẽ lật ra ngoài, vì cái lớp lá này là lớp lá làm mặt bên ngoài mà. Và cái mặt trái của lá, tức là cái mặt mà không có nổi cái gân lá đó, thì các bạn sẽ để vào bên trong. Lá chuối thứ hai các bạn cũng xếp cho mình một lá dọc. Và bây giờ thì các bạn sẽ không cần phải trở mặt lá, các bạn để yên nguyên cái mặt lá xanh bên trên. Lá thứ ba các bạn sẽ xếp cho mình là lá ngang, tức là những cái gân lá như thế này các bạn sẽ đặt nằm ngang đối diện trước mặt mình. Lá thứ tư các bạn cũng để cho mình là một cái lá nằm ngang giống như lá thứ ba. Nếu các bạn xếp lá toàn dọc hết hoặc là toàn ngang hết thì khi các bạn gói là lá của mình sẽ bị rách ngay. Chả lụa tàu hũ kỳ của mình sau khi để đông đá trong tủ lạnh 45 phút thì bây giờ cũng đã cứng lại rồi. Mình đem ra và mình cắt bỏ cái ni lông đi, mình cắt cho nó sát gần với cái phần tàu hũ kỳ bên dưới ha. Rồi sau đó mình sẽ đặt cái chả này ở chính giữa cái phần lá mà mình vừa lót lúc nãy. Sau đó thì các bạn sẽ gấp hai cái mép lá lại với nhau và các bạn sẽ xếp hai vòng hoặc ba vòng tùy ý thích của các bạn. Mình xếp như thế nào mà mình cảm giác là nó chặt tay, nó chắc cái đòn chả là được. Các bạn sẽ dùng một cái cọng dây và mình buộc ngang chính giữa cái đòn chả để mà mình cố định cho cái phần lá chuối này nó không bị tuột ra. Và mình cột thì mình chừa lại một cái nút thắt để một chút xíu nữa mình còn dễ dàng mình tháo ra nha các bạn. Chỉ là cột tạm thôi. Rồi mình dùng tay mình đè cái phần lá chuối để mà mình biết là cái chả của lụa của mình đó nó tới đó. Sau đó mình sẽ gấp một đầu lá lại. Rồi ở cái đầu chả thứ nhất thì các bạn sẽ thấy là cái phần chả lụa của mình nó sẽ đến đây đúng không? Mình sẽ lá của mình dư nhiều quá. Bây giờ mình sẽ cắt bớt một đoạn lá và mình sẽ chừa lại một đoạn lá để một chút xíu nữa mình gấp lại cái phần đầu nha các bạn. Đừng cắt sát quá thì chút nữa mình khó gói. Rồi bây giờ là mình sẽ gói cái phần đầu của cây chả này lại. Các bạn sẽ bóp cái phần lá bên hông của cái đòn chả, bóp đều cả hai bên nha. Và sau đó các bạn sẽ gấp cái lá này lại hai vòng. Tương tự như thế, ở cái đầu chả còn lại các bạn cũng làm giống như vậy. Nếu mà lá dư nhiều quá thì mình sẽ cắt bớt lá đi. Rồi sau đó mình cũng bóp cái phần lá ở hai bên hông đòn chả lại và cuộn hai vòng. Sau đó thì các bạn sẽ dùng một cái cọng dây dài hơn và mình sẽ cột chả. Mình cột theo chiều dọc trước nhé các bạn. Các bạn sẽ tạo một cái nút thắt. Mình luồn dây qua cái cọng dây dài bên hông để cho cái dây của mình không bị tuột. Rồi sau đó mình sẽ cột lại. Nếu mà dây còn dư á, thì các bạn chừa một đoạn ngắn rồi mình gút lại như thế này, để khi mà mình hấp chả đó mình lấy ra thì mình chỉ cần cầm cái đầu dây này mình lấy ra. Hoặc là mình muốn treo lên cho đẹp đó các bạn, thì mình cũng có cái móc này nè để mình treo chả trong lúc mà mình chờ cho chả nguội đó. Mình sẽ tháo cái sợi dây cột tạm lúc nãy ra. Kế đến thì mình sẽ cột tiếp tục là 3 dây ngang. Đây là cái cách mà mình gói chả. Nó sẽ khác một chút xíu so với cái cách là các bạn gói bánh tét.
Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà đã từng biết gói bánh tét rồi và mình quen cái cách gói bánh tét rồi thì các bạn có thể dùng cái cách gói bánh tét để mình gói chả cũng được thôi. Các bạn làm cách này cũng được, hoặc là các bạn chọn cái cách gói như là gói bánh tét cũng được. Miễn là cái chả của mình nó chắc, gói càng chắc tay càng tốt nha các bạn. Nếu như các bạn không có lá chuối, các bạn cũng có thể gói bằng giấy nến và giấy bạc. Các bạn tham khảo cái cách gói mà không cần lá chuối trên kênh Ghiền Nấu Ăn ở video mà cách làm chả lụa nha các bạn. Cách làm chả lụa mặn đó, thì trong cái video đó mình có chia sẻ cái cách gói chả lụa mà không cần lá chuối và cũng không cần cột dây luôn. Chả lụa chay của mình đã gói xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một nồi nước thật là sôi. Sau đó thì mình sẽ cho cái chả lụa chay này vào hấp. Và thời gian hấp của mình là 30 phút. Sau 30 phút thì chả của mình đã chín rồi đây các bạn. Wow, rất là thơm mùi lá chuối, rất là thơm mùi của chả lụa tàu hủ kỳ. Các bạn đừng có vội cắt chả ra liền khi chả còn nóng nha. Mình để cho chả thật là nguội, vì mình cắt chả khi nóng á, chả sẽ rất là bở, không ngon đâu. Mình để cho chả nguội hẳn rồi mình hẳn cắt thì chả rất là ngon nha các bạn. Bây giờ thì chả lụa của mình cũng đã nguội hẳn rồi và mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nhé. Chả của mình thơm lắm, thơm đặc trưng từ cái mùi của cái lá tàu hủ kỳ nè, của chút tiêu, của chút hành ba rô và thơm cả cái mùi của lá chuối nữa. Món chả lụa chay này các bạn có thể ăn kẹp với lại bánh mì nè, dùng để kho tiêu mình ăn cơm trong những ngày chay cũng rất là ngon. Bên ngoài cái đòn chả nó có màu hơi xanh xanh thì cái màu đó là màu của lá chuối đó các bạn. Xin chúc tất cả các bạn làm món chả lụa chay tại nhà thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video cũng như đã ủng hộ kênh Ghiền Nấu Ăn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.